Ở nhà hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin về cái kết quả trận đấu giữa U20 Timor-Leste gặp U20 Hồng Kông trong khuôn khổ là U20 châu Á, vòng loại U20 châu Á năm 2022-2023. Và trận đấu này vừa bước sang phút thứ 59 thì U20 Timor-Leste đã có thêm một bàn thắng, và hiện tại bây giờ Timor-Leste đã vượt qua U20 Hồng Kông với tỷ số là 2-1 nha quý vị. Thật sự là giống y gan như thế này thì vì dự đoán, nếu như mà Hồng Kông họ mà ghi lại được một bàn nữa thì là tỷ số 2 đều, và thế này thì vì dự đoán ngay từ đầu trận là 2 đều, và hy vọng rằng tỷ số này là có nha quý vị. Đấy, vì là Thái TV cũng dự đoán rằng là trận đấu này là một trận đấu rất là cởi mở và rất là ngang tài ngang sức, và hai đội sẽ không có gì mà phải đá phòng ngự hết và sẽ tấn công. Và đúng là như vậy, là nguyên cái trận đấu thì hai đội đã ăn miếng trả miếng rất là đẹp mắt. Có điều đáng tiếc là cái chân sút của hai đội nó không có quá đẳng cấp, cho nên là sút bóng hay là dứt điểm, cái khâu dứt điểm nó có vấn đề, chứ còn không là tỷ số nó còn nhiều hơn như vậy nữa nha quý vị. Và bây giờ Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn thêm những cái video tiếp theo. Thật sự thì bây giờ mới phút thứ 59 là đã tỷ số 2-1 nghiêng về Timor-Leste rồi. Và chúng ta hy vọng thời gian sắp tới sẽ có những cái bàn thắng và sẽ cống hiến được cho tất cả quý vị và các bạn một cái trận đấu thật là hấp dẫn nha quý vị. Và chúng ta hãy cùng xem xong cái trận đấu này và cùng chờ đợi 20 giờ tối nay Việt Nam của chúng ta sẽ đối đầu với đội chủ nhà Indonesia, và sẽ được kênh Thai TV cập nhật những cái tin tức mới nhất cho tất cả quý vị và các bạn xem nhé. Và bây giờ Thai TV cũng xin kết thúc video tại đây. Quý vị và các bạn thấy video bổ ích thì hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát live stream thì hãy liên hệ với Thai TV 1 và Thai TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 hoặc giả là Zalo 0939 315 461 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị và các bạn khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nhé. Và bây giờ Thai TV cũng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn những video lần sau. Xin chào.